những chú chó là những người bạn thân thiết đối với con người. Vì sao vậy? Bạn có thấy sự trung thành của những chú chó không? Một khi chó đã xem ai là bạn, thì dù giàu hay nghèo, nó vẫn một mực giữ tình cảm đó cho đến hết cuộc đời. Lịch sử cũng đã ghi nhận rất là nhiều câu chuyện cảm động về tình bạn của những chú chó đối với con người. Mong rằng những câu chuyện tình bạn này sẽ luôn mãi đẹp trong hành tinh của chúng ta.